Thưa quý khán giả, đêm qua show diễn kỷ niệm yêu thương của nhóm Cần Cần đã được diễn ra, miệng thì bolo ba la là lắp đầy ghế phun phòng. Tuy nhiên, đến sát giờ diễn, bà bầu Thơ Cô Tết lẫn Phượng Ve vẫn chạy đôn chạy đáo, bản thảo vẽ ế. Dẫu phải có càng lắm mới thấy được khán giả, và cũng chẳng biết ngày tháng được tự do còn mấy ngày, song Lê Thị Phượng Ve đã lên kế hoạch năm 2024 sẽ tổ chức live show cá nhân mang tên Phượng Ve, nhưng liệu có rơi đúng vào ngày giỗ của cố nghệ sĩ để tiện bề bán vé hay không? Thưa quý vị, dù đã tận dụng mọi phương tiện truyền thông PR đêm nhạc từ rất sớm, nhưng đến chiều tối ngày 17 tháng 12, nhóm Cần Cần vẫn lên Facebook kêu gọi mau chóng đặt vé. Đến giờ diễn, YouTuber độc quyền quán búp bò Tường Thuật cho biết, buổi biểu diễn thu hút 500 khán giả, nhưng theo quan sát có lẽ gần phân nửa số khán giả không ngồi ghế mà toàn bay lơ lửng và chân thì không chạm đất. Phải có càng lắm mới thấy hết trọn vẹn 500 người. Khi ghế trống nhiều hơn là ghế có khán giả, số vé đến xem cũng toàn là vé cho không. Mà lớn tiền ngáo thì ủng hộ 5 vị vé. Cha sạc pin thì ủng hộ 20 vé và một ve con nào đó ủng hộ 20 vé. Cả gia đình nhà báo Bình 20k cũng đã hết 3 ghế mặt tiền. Như vậy, tổng cộng là có 93 vé xem chùa, đêm diễn kỷ niệm yêu thương. Dù là vé cho đi xem show của nghệ sĩ lớn hát, nhưng khán giả đi xem lại giống như đi ăn trộm, ăn cướp, như đi chích ngừa Covid-19. Ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít. Ấn tượng nhất là chương trình tối qua, có lẽ là màn hóa trang thành xác chết của ông Bảy Bảo. Từ ngày từ con, từ cháu ngoại, ông Bảy xuống mã nhanh quá, ngồi thở còn không ra hơi, mà vẫn phải phì lên sân khấu hót cùng với bà Thoa Cô Tết. Nghe ông Bảy hát mà sợ, sợ ông hát hết hơi, cổ quá đứt cọng dây, té xỉu, đưa đi nhập viện không kịp. Ở với con gái, với cháu ngoại là giờ được hưởng thụ rồi, chứ đâu có phải hát hò chi cho mệt. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai biểu mê vợ bé, con riêng, còn hơn là mê con và mê cháu ngoài ruột. Linh Dũ cùng dàn con Bảy Báo và Khẩu Xèo, nhưng tự nhận là truyền nhân của cậu Năm. Ngọng liếu, ngọng lô, bánh bò mà hát không rõ lời, đớt đớt Hàn Quốc thành bánh bò. Ôi truyền nhân dữ chưa, nhưng điểm nhấn của truyền nhân, tự nhận Linh Dũ là cái tướng cưỡi ngựa. Ta nói bà Khọt Xèo cũng là con nhà nòi, mà mần ăn cái kiểu gì vậy, cưỡi ngựa mà làm như cưỡi thú nhún, nhìn như khỉ mắt phong, nhảy như mắt đần dưới. Đêm nhạc, bọn ve thuê được một số người hô hào, trông cũng vui ghê. Vượng ve mãi định, cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mãi định. Ủa fan đông dữ vậy, thân tượng dữ vậy, sau hai lần thẩm định nhà, không có fan cháu ruột nghệ sĩ Vũ Linh mãi định, ủng hộ thần tượng vậy, phải chi hai lần thẩm định nhà được cổ vũ như đêm nhạc này, thì Phượng Ve ngon rồi, đâu phải mặt dăm dăm như thịt bằm nấu cháo bước ra khỏi nhà. Hóa trang thì cũng bị chê, chất lượng giọng hát thì bị đánh giá là tệ, ngay cả khâu tổ chức sản xuất cũng không chuyên nghiệp. Ai đời ca sĩ đang giao lưu với khán giả thì đã bị giật ngang cái micro, ngắt lời ca sĩ, rồi hô hào Phượng Ve mãi đỉnh, ta nói nó kém sang. Thưa quý vị, trong đám tang Phượng Ve nói là không có nổi 100 triệu để mua huyệt cho cậu, sau đám tang thì nói là vô gia cư, nghèo khổ, thời gian qua cũng toàn là chi ra mà không có thu vô. Làm MV ca nhạc, live show nửa mùa, đi Pháp, rồi tiền vi băng, tiền luật sư, tiền thuê nhà, tiền thuê mặt bằng quán bún bò, tiền thuê xe hơi cho những lần thẩm định, còi bói, lên mộ, tiền đi chơi như đi chùa, đi cà phê, giải trí, tiền sinh hoạt gia đình, điện nước, tiền đi học con cái, ăn uống cho 4 người, đám tiệc được mời, mua sắm quần áo, tiền cho Long Thị Hồ đi tập gym, tổ chức sinh nhật 2 lần trong nhà hàng, đi Đà Lạt chơi, ho tiêu xài theo kiểu rất thoải mái, thẳng tay mà chẳng hề tiết kiệm. Rồi nào là tiền truyền thông, viết bài, trên báo, tiền bỏ ra để mua những bình luận tự động, rồi tiền thuê những báo đời như Bình 20K, Hugo, Đờn Guitar và một số nhân vật không nhớ nổi tên. Tiền cho bánh tét ở Mỹ hàng tháng, tiền chu cấp để giữ không bị phản bội, như gia đình ông Bảy Báo, gia đình bà Lành Bún Bò, Ô Xin Kim Ngu cùng đồng bọn, rồi các tiền mua nhà hoặc đất, xe hơi mà trên mạng đã đồn đoán. Và nay lại đến chương trình kỷ niệm yêu thương, lần này cũng không biết sẽ lỗ bao nhiêu, nhưng con ả lại tiếp tục thông báo là sang năm 2024 sẽ tổ chức riêng một live show mang tên Phượng Ve. Vậy xem ra tiền phủng điếu phải là quá nhiều, phải có 10 thì Phượng Ve mới dám chi ra một. Lừa dỗ tổ tổ chức live show, lừa sinh nhật của cậu Năm để làm chương trình. Vậy sang năm 2024, có khi nào lại lừa đúng dỗ đầu của cậu Năm để làm live show cá nhân? Từ giờ đến hết năm, có biết có còn được tự do hay không mà lên kế hoạch năm 2024 rồi.